với tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ đất nước, đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An lần thứ 9 năm 2022 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 18 giờ ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại sân vận động tỉnh Long An. Với sự tham gia của gần 1.000 vận động viên thuộc 15 quận, thị, thành phố và ngành công an tỉnh tham dự. Đồng thời, lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Long An sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34 và livestream trên fanpage Long An TV. Kính mời quý khán giả đón theo dõi.